Thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho hội viên tại địa bàn cơ sở, tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với hiệu quả của mô hình tổ liên kết sản xuất quýt do phụ nữ làm chủ tại xã Lũng Cô Nhiên, huyện Mường Khương. Tham gia tổ liên kết sản xuất quýt của xã, các thành viên trong gia đình bà Lùng Thị Dui thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc quýt để quả to, đẹp mã, có vị thơm đặc trưng. Đến nay, hơn 1.300 gốc quýt sen và quýt đường của gia đình bà bắt đầu cho thu hoạch. Sản lượng năm nay ước khoảng 10 tấn quả. Những ngày này, nhiều thương lái đã đến tận vườn thu mua quýt với giá bán từ 15.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Ở gia đình tôi là họ gia đình trồng trước, nhưng mà cũng chia sẻ cho mọi người, thì mọi người cũng theo trồng nhiều. Trồng quýt thì so với trồng ngô thì được hơn 2-3 gấp đôi đấy cháu ạ. Trồng được đến bây giờ mới được 2 năm thôi, nhưng mà còn cây nó vẫn bé bé, nó vì mình không biết chăm sóc ấy, nó còi còi đi xong lại có bệnh nhiều quá. Về đây thăm vườn bà thì hỏi bà có thuốc gì đi chữa không. Được sự chia sẻ của các thành viên trong tổ, chị đi áp dụng vườn nhà mình xem có được năng suất cao hơn không. Sau gần một năm hoạt động, mô hình tổ liên kết sản xuất quýt do phụ nữ làm chủ tại xã Lũng Cô Nhiên đã có 30 thành viên tham gia. Ngoài việc hỗ trợ nhau về kinh nghiệm trồng, chăm sóc để cây quýt cho năng suất hơn, các thành viên trong tổ còn hỗ trợ nhau kết nối tiêu thụ sản phẩm. Một số gia đình đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chòi nghỉ chân kết hợp với dịch vụ bán vé tham quan, trải nghiệm hái quả ngay tại vườn. Nếu là đã chín thì vẫn mở mở thì thép vào trong thì nó từ hái thì 15.000 một cân, một vé là người lớn là 20.000. Mô hình này cũng mang lại hiệu quả kinh tế cũng khá là ổn định. Hiện tại thì thương lái cũng vào tận vườn để thu mua chứ không chở đi xa để bán, nên là bà con là rất là hội viên là rất là phấn khởi. Từ hiệu quả mô hình tổ liên kết sản xuất quýt ở xã Lũng Cô Nhiên đã giúp nhiều chị em hội viên nâng cao thu nhập, tự tin và mạnh dạn vươn lên trong phát triển kinh tế, nâng cao giá trị kinh tế cây quýt tại địa phương.